Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đoàn hành hương Long Xuyên chúng tôi đã đến trung tâm hành hương cha Francisco Trương Bửu Diệp tại nhà thờ Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu, thuộc giáo phận Cần Thơ. Mới 4 giờ sáng, cổng nhà thờ vừa mở thì rất nhiều xe, rất nhiều người từ phương xa đến đây. Đều vào bên phần mộ của cha. Họ thuộc nhiều địa phương khác nhau và nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng đều có một niềm tin giống nhau: tin vào cha, cầu bầu cùng đấng tối cao ban nhiều ơn lành. Nhiều người thành tâm cầu nguyện, đọc kinh theo niềm tin của mình, và tất cả chung quy vào một điều giống nhau là tin tưởng cha, cầu bầu cùng đấng tối cao những điều linh thiêng, nhiệm màu. Mọi người đến đây rất thành tâm, rất yêu mến cha.
Sau khi viếng mộ cha xong, tôi đi lên nhà thờ tầng lầu thứ ba. Sẽ có thánh lễ đồng tế lúc 5 giờ sáng. Thưa mọi em, bài chúc mừng hôm nay, Giêsu xác định tương giao giữa con người với Thiên Chúa, một mối tương giao thân tình giữa cha và con, nhờ công ơn phúc độ của người đáng cả là Đức Giêsu Kitô. Để từ đây là người sẽ nhân danh Đức Giêsu là đấng trung gian duy nhất mà cầu xin với cha ở trên trời. Khác với quan niệm của những người Do Thái của ngày xưa, cụ thể là trong thời cổ ước, con người quan niệm Thiên Chúa như là một vị thần nghiêm khắc và ở rất xa con người, để rồi sợ Thiên Chúa như là một nô lệ sợ ông chủ và không dám thân thưa với Ngài. Chúa Giêsu đã đến và Ngài xô đổ quan niệm đó. Người gọi Thiên Chúa là cha và đưa con người vào mối thân tình cha và con nhờ Giêsu và trong Chúa Thánh Thần, như trong thư Galata đã sắp viết: để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến người trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Thương bạn em, thứ nhất, mối thân tình cha và con. Chúa Giêsu được sinh ra từ lòng của cha, từ vợ trời đời, xét theo tử lệ đại sinh. Còn con người được Chúa Cha tạo thành ngay trong thời gian đầu của vũ trụ. Nhưng vì tội lỗi, cho nên con người đã đánh mất đi cái mối tương giao với đấng đã tạo thành mình. Chúa Giêsu đến và nhờ một tử nạn như phục sinh của Ngài, không chỉ khôi phục lại cái mối tương giao như tình trạng nguyên thủy là cha và con, mà còn nâng lên một mức cao hơn nữa là làm con Thiên Chúa và được gọi Thiên Chúa là cha. Có Chúa Giêsu là anh và mọi người đều là anh chị em với nhau. Chính điều này trả lời cho vấn nạn này: tại sao Chúa Giêsu phục sinh không trở lại sống như trước kia thì ai ai cũng biết và tin mà không cần phải rao giảng hay là làm chứng? Và nói như thế thì đã giảm thiểu ơn cứu độ, vì nếu phục sinh mà trở lại thể trạng ban đầu thân xác, rồi lại già đi, rồi lại chết, vẫn lệ thuộc vào việc là ăn uống ngủ nghỉ rồi bệnh tật vân vân, trong đó có hỉ nộ ái ố, thì nào có hơn cái gì? Nhất là vẫn lệ thuộc không gian và thời gian công lý, trong khi thân xác sinh của Chúa Giêsu thì cùng lúc hiện diện trên đường Emmaus và trong nhà hiệp ly và với các môn đệ trong khi lửa vẫn đóng kín. Và hơn thế nữa, nếu thấy tỏ tường thì không còn phải là đức tin và là cách tự do nữa, nhưng là chuyện đã rồi và bất đắc dĩ
cho nên ai cũng phải chấp nhận việc Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa nhờ Đức Chúa Giêsu đã phục sinh mà con người chúng ta không chỉ là phục hồi về tình trạng quý vị chưa phạm tội mà còn được nâng cao như các thần linh và được làm con cái của Cha trên trời, được không phần vinh quang của Chúa Giêsu ở trong ngày sống lại. Điểm thứ hai, lời cầu xin nhân danh Chúa Giêsu. Kính thưa bạn kia, mỗi ngày trong các lời nguyện chúng ta vẫn đọc lời kết chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nghĩa là mọi kinh nguyện Kitô giáo đều nhân danh Chúa Cha qua Chúa Giêsu khi tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu ở trong tin mừng mà chúng ta được nghe hôm nay. Thật thầy bảo Phật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Hiệu lực của lời cầu nguyện tùy thuộc vào công việc vô giá của Giêsu, chứ không cho công trạng của con người chúng ta đáng được Chúa Cha chấp nhận. Và hơn thế nữa, như một thần dân muốn xin với Đức Chúa của mình một điều gì thì chúng ta thấy thật là khó. Nhưng mà nếu cậy nhờ đến bằng thử can thiệp thì sẽ dễ được mua ban cho hơn. Và cũng như thế, lời cầu nguyện của người Kitô hữu của chúng ta đáng được Chúa Cha đón nhận khi mà chúng ta cậy nhờ đến công việc của con một yêu dấu của Ngài, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu còn coi chúng ta như anh em với người và đồng thừa kế liên quan với người, thì cũng vì thế mà chúng ta được Chúa Cha yêu như tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu như vậy. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến thầy, và tin rằng thầy từ khi Chúa mà đến. Tóm lại, cơ bản kia, Chúa Giêsu đến để xô đổ quan niệm của thượng ước, coi như Chúa như là một vị thần nghiêm khắc và ở rất xa con người, để rồi con người sợ Thiên Chúa như là một người nô lệ, sợ ông chủ của mình và không dám thân thưa với Ngài. Và từ đây, con người được gọi Thiên Chúa là Cha và sống mối thân tình Cha và Con. Và nhờ thế, và cũng nhờ công việc của Chúa Giêsu, con người có thể xin với Cha ở trên trời bất cứ điều gì để mọi người và người sẽ ban cho. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống tình con thảo của Cha ở trên trời và luôn biết dâng lên lời cầu về mọi người để nhân danh Chúa Cha trên trời sẽ ban cho chúng con. Khi đến đây, tôi quan sát các nơi có hình tượng Cha thì rất nhiều người đến thì thầm với Cha. Nguyện xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho chúng tôi